Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Trong ngày một kiếp có tiền cầu, con đã nghe thấy chương trình tụng nguyện tỏ như lai nghĩa chân. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Nữ Sở Vấn quyển 3, phẩm 8, 18 pháp bất cộng. Lại nữa, Bảo Nữ, lúc hành đạo Bồ Tát, nó thấy có chúng sinh thường bị lạc đường thì dẫn dắt chỉ rõ con đường nào có hầm hố, hiểm trở, cao thấp, cong thẳng để khiến họ san bằng hoặc bắt cầu đi qua, nơi tâm tối cho vắng vẻ, tạo lập chùa Phật cao rộng thoáng mát. Giả sử có người gây tội hồ nghi, nên vì vô số chúng sinh trừ diệt tội do dự, khiến họ không bị rơi vào chốn có tai ương, cũng không làm người khác phát khởi sự hồ nghi, không nói lỗi người khác, cái ấy có tội. Biết tâm tánh của vô số chúng sinh, diệt trừ tất cả sự mong cầu của họ, rồi nói kinh pháp không có hồ nghi, cũng không do dự. Vì họ mà hiển bày sự sâu rộng sáng rõ của chánh pháp, trao truyền đại trí tuệ quang minh, khuyến thỉnh rồi giúp tất cả chư Phật Bồ Tát thuyết giảng kinh điển, dùng pháp thi ân mà không vô nịnh, tạo lập nghiệp lành, khuyến hóa cho nhau, chưa từng khinh người, cũng không đùa cợt, cũng không cờ bạc, không làm việc hại người, không chê bai về phong tục tập quán, cũng không tự đại đối với tất cả ngôn từ chữ tin lời Phật, tùy theo lời dạy bằng văn tự mà được tự tại. Biết văn tự là không đối với các việc có ngôn từ, không nhìn thấy lầm lỗi, chẳng tìm cái dở, chẳng nhìn chỗ khuyết điểm. Nếu Bồ Tát hành pháp như thế mà thành tựu Phật đạo, gọi là không có thiếu sót. Vì không thiếu sót nên đầy đủ tất cả trí tuệ, nếu có nghi vấn thì nên phân biệt giảng nói, không điều nào là không thông đạt, không chiếu soi cùng khắp, khéo tu tam muội thường hiểu rõ, để nhập vào tất cả âm thanh nơi tổng trì. Thủ tướng Thế Như Lai thuyết kinh pháp không hề thiếu sót, đối với văn tự không chỗ tạo tác. Này Bảo Nữ, đó là pháp bất cộng thứ nhất của Như Lai. Lại nữa, Bảo Nữ, hành đạo Bồ Tát giúp bỏ tất cả lời đại ác, nói lời chí thành, lấy pháp làm gốc, lấy nghĩa làm chủ, lấy việc giáo hóa làm sự nghiệp, không bị hư vọng làm thương tổn, hãy lìa bỏ lời nói phi thánh hiền, tu theo sự tịch tỉnh của hiền thánh, không tranh tụng, thuận theo pháp sa môn đã tạo lập. Nếu nghe kinh điển mà tấu đạt diệu nghĩa thì vì mọi người phải nói chuyện nói, đó là đều vì chính mình và người khác mà chỉ cầu chuyên tu pháp diệt định, chưa từng ôm oán hận, giành giật và không tranh chấp với người, không tìm cầu lý lẽ, cũng chẳng chấp trước không, tin hiểu hạnh không thì không vướng mắc, vượt qua danh tự của các pháp, giúp tin vào đạo tuệ vô lượng của Như Lai, biến hóa các chúng sinh khác, khiến nhập vào pháp này. Thành tựu Phật đạo nghĩa là dứt mọi tranh tụng, có âm thanh, không chấp nơi một chữ, đều có ngôn từ của không giảng thuyết, không ở trong các nghiệp, dẫn dắt người khác chánh pháp này. Thành tựu Phật đạo vượt mọi ngôn từ, đã không ngôn từ thì không chấp nơi một chữ, đã có sự diễn đạt, cũng không nêu bày, không tạo nghiệp thế tục với các chúng hội, kéo dài nói nghĩa lý, hợp với ý người. Ngôn từ nói ra tuần hợp thời cơ, cảm ứng cả cõi nước, khéo tu tam muội phân biệt và hiểu rõ vô lượng hạnh môn tổng trì. Đối với Như Lai, tất cả đều thuận hợp theo phép tắc, các tướng đầy đủ với tất cả vẻ đẹp, nơi hết tẩy các lỗ chân lông để phát ra vô lượng nói về âm thanh. Pháp Phật chẳng thể nghĩ bàn, có thể dùng một sợi lông, khi cho âm thanh đều hiển bày khắp, làm cho tâm của mọi người trong chúng hội được vui mừng. Giải thích vô lượng các pháp môn theo âm thanh tự nhiên phát ra, đó chính là chỗ đặt đến của năng lực nơi bản nguyện đã kết lập từ thuở xưa. Như Lai đặt đến đó, dứt mọi tư tưởng nên thường vắng lặng, không có điều mong cầu, đó là pháp Phật bất cộng thứ hai của Như Lai. Lại nữa, Bảo Nữ, hành đạo Bồ Tát thường không quên mất sáu pháp nhớ nghĩ, là luôn luôn nhớ nghĩ Phật, nhớ nghĩ pháp, nhớ nghĩ tăng, nhớ nghĩ thiên, nhớ nghĩ hành bố thí, nhớ nghĩ hành trí tuệ của giáo hóa người, hành sáu pháp nhớ nghĩ. Người hành pháp này sẽ đạt tới Phật đạo, thường không quên mất ý nghĩa cứu độ chúng sinh, đối với tất cả pháp được tự tại, khéo tu tam muội phân biệt và hiểu rõ pháp định tổng trì. Lại nữa, Như Lai Thế Tôn luôn nhớ nghĩ các pháp chưa từng quên mất. Khi ấy có người muốn đến thu hỏi, chưa từng quán xét nhìn thấy chỗ nhớ nơi tâm nên ý tâm ý của tất cả chúng sinh, nhưng Như Lai đều hiểu rõ và sẽ không phải khỏi phải suy nghĩ. Nếu có hỏi thì giải đáp ngay, chỗ hiển hiện trí như vậy gọi là tâm căn thông sáng, không bị chướng ngại, có thể khéo nói làm vui lòng mọi người, chỉ dùng một loại văn tự trong khoảnh khắc có thể nêu bày đến khắp tất cả, đó là pháp Phật bất cộng thứ ba của Như Lai.
Lại nữa, bạo nữ hay là Bồ Tát luôn muốn bảo hộ tâm người khác, cho làm cho họ nổi tâm sân hận, không làm cho tâm họ dao động, không làm họ buồn phiền, không khiến tâm họ trở nên xấu xa, chưa từng ngăn cản, phế bỏ gốc đức nơi người khác, không đoạn tuyệt pháp mà luôn tinh hiểu, tâm như huyễn, không niệm, không tưởng, không phóng túng, tâm bình đẳng đối với tất cả loài chúng sinh, với các pháp bình đẳng, ở nơi một pháp giới mà vào chỗ không thoái chuyển, hành pháp ấy rồi thì thành tựu Phật đạo, tức được thường định, không có sát na nào mà tâm không định, hành quán các pháp tất cả đều an nhiên, gọi là tam muội đẳng tích. Cái phân biệt về các môn tổng trì thường định của Như Lai hiển bày việc làm của tất cả chư Phật là việc làm không sai khác, đó là pháp Phật bất cộng tứ tư của Như Lai. Lại nữa, bạo nữ hành đạo Bồ Tát không có các niệm tưởng điên đảo, tâm không trái với hành, không tạo tà kiến, không gây hư vọng, không tự chấp có ngã có thân, không có tưởng về thân, cũng không có tưởng về thọ, cũng không có tưởng về mạng, không có tưởng về sĩ phu, cũng không có tưởng về nhân ý, không có tưởng về hợp chí, không có tưởng về đoạn tuyệt, không có tưởng về hữu thường, không có tưởng về các kiến, không có tưởng về ba xứ, cũng không có tưởng về lìa tưởng ba xứ, cũng không có tưởng về có thiện, cũng không có bất thiện, cũng không có tội, cũng không không tội, cũng không có hữu lậu, cũng không có vô lậu, cũng không có thế tục, cũng không có vượt thế tục, trừ gốc phiền não, không có tưởng sinh tử và niết bàn, tưởng thọ uẩn, tâm tánh của chúng sinh nghĩ tưởng điên đảo, nếu trừ hết tưởng này rồi, tuân thủ các điều thiện, sẽ xa lìa tưởng phàm phu, dứt bỏ tất cả các tà kiến, cũng không ở trung gian, không chỗ dựa, nên quán pháp bình đẳng, hành pháp này rồi đạt đến Phật đạo, không còn các tưởng, gọi là Như Lai vĩnh viễn không có các niệm, tôi có thể khéo tu tam muội vô tưởng, hiểu rõ môn tổng trì vô tận tạng, Như Lai đi đến chỗ hành vô hữu tưởng. Tức hương khởi tâm đại bi thương xót muôn loài, chúng sinh có nhiều vọng tưởng đã bị trói buộc, hành giả khuyến hóa, thuyết pháp đúng thời cơ, đó là pháp Phật bất cộng tứ năm của Như Lai. Lại nữa, bạo nữ hành đạo Bồ Tát tâm thường quán sát, đi trong sinh tử, làm thức tỉnh các pháp phiền não khổ nạn, liền tìm cách dẫn dắt khiến chúng sinh đạt đến an lạc, tạo lập pháp quán, khiến không lo buồn, diệt tất cả khổ, đối với các lợi dưỡng không cho là thiết yếu, tức dứt trừ mọi mối trói buộc của ái mộ, cũng không tham cầu lợi dưỡng cho sự cúng dường mang lại, nên các lợi dưỡng mình có dù mất đi cũng không lo buồn, quán xét vạn vật vô thường đều là khổ, không quán pháp về thân, chỉ tin vào niết bàn tịch tỉnh, để quán xét nơi mọi chúng sinh, nên quán xét các pháp với các sát tượng như vậy, chính mình đã tuân tu phụng hành và tốt đạt pháp ấy đầy đủ rốt ráo, thành tựu Phật đạo gọi là vô ngại. Pháp quán sát nhiều không thể kể xiết, ở đây Như Lai tập hợp lại diện nói hết cái thu tập tam muội gọi là lìa nhị quán, hiểu rõ số lượng nơi tổng trì hải ấn, Như Lai được mời chư thiên long thần Atula, Kalola, Chân Đà La, Mahulak, Thất Phạm, Tứ Thiên Vương, Nhân Phi Nhân đều cúng dường, không ai là không phụng sự, nhưng không vì thế mà chẳng bỏ, cũng không chấp trước. Tất cả chúng vì học ngoài đạo, kẻ phạm giới, đến nhiễu loạn, đều không lấy làm lo buồn, tâm ý luôn bình đẳng, hiểu rõ các sở hữu đều là vô sở hữu. Vì tâm ấy bình đẳng, nên giống như đất không gì là không nhận lấy, giống như nước tẩy các uế trược, tâm giống như lửa không gì là không thiêu đốt. Tâm giống như gió, không vướng mắc vào đâu, cũng không luyến mộ. Tâm như hư không, không kết hận, tâm bình đẳng chữa trị tất cả chúng sinh, tu hành tịch tỉnh. Đối với pháp này, tư giác quán sát hạnh tu của người, khi chỗ quán đã đầy đủ, thường phát khởi đại bi, vào khắp chúng sinh hóa, độ mà không có nơi độ, khai hóa chúng sinh. Chẳng bỏ thời cơ thuận hợp, theo bản hạnh con người mà thuyết pháp, không bị dao động của con biến lười, đó là pháp Phật bất cộng thứ sáu của Như Lai. Lại nữa, bạo nữ, hành đạo Bồ Tát dứt trừ các ác, siêng năng tu hành, cầu đạt tất cả pháp thiện đức, ưa sự vi diệu, pháp lạc vô tận, mong đạt đến nguồn gốc sâu xa của vô số pháp thiện. Sự bỏ việc làm của hàng thanh văn duyên giác, chứa độ ở đại thừa không thoái chuyển, phát khởi đại bi, thương xót chúng sinh, tư duy chánh nghĩa, cho từng lãng quên, trừ bỏ tưởng chấp về thân mình, chỉ vì người khác. Vì ấy, do đó ưa thích pháp, kết tập tất cả pháp của chư Phật, không hề dứt bỏ, chỉ mến Phật đạo, tất cả chúng ma dựa vào điên đảo và tà kiến, nên vì chúng mà tích lũy chánh pháp, đã đến Phật đạo, để nói Như Lai không mất niềm vui chân chánh, vì luôn khéo tuân tu, tuân theo niềm vui nơi tam muội, phân biệt hiểu rõ pháp tổng trì kim cang. Từ tại chỗ cần giảng thì vì người mọi người mà giảng nói, khiến người cầu
đạt này trong chốc lát sẽ quy hướng đúng lúc về người nắm giữ pháp bảo. Tâm tánh của chúng sinh giống như đồ chứa, tùy theo chỗ hành mà nói kinh pháp, luôn không chống trái với định tam muội. Đó là pháp bất cộng thứ bảy của Như Lai. Là nữ bảo nữ, hành là Bồ Tát thường hành tinh tấn, thường không rời xa, không gián lìa, thiện căn, tập hợp phước đức không trái bỏ, kính trọng tất cả bậc tôn trưởng, thiện hữu. Đến chỗ các pháp sư, chư Phật Bồ Tát gần gũi, học hỏi, nghe nhận kinh pháp, phụng sự theo hầu, tinh tấn hết mực, vào trong vô lượng cõi nước để cứu độ sinh tử, khai mở cho vô lượng loài chúng sinh, làm nghiêm tịnh vô lượng quốc độ của chư Phật, cúng dường vô lượng chư Phật chánh giác, giữ gìn vô lượng pháp bảo pháp của chư Phật, đạt ngộ vô lượng thánh tuệ của chư Phật, nhập vào vô lượng việc làm của chúng sinh, hiểu rõ vô lượng các pháp môn để giảng dạy, dễ thực hiện pháp khuyên bảo này một cách đầy đủ rốt ráo, thành tựu Phật đạo và là không mất tinh tấn. Như Lai tinh tấn không chỗ quên mất, khi tu hành tinh tấn này nên được định ý tam muội thần túc biến hóa, oa lực nơi thần túc biến hóa của Như Lai chẳng thể hạn lượng, thể hiện sự tu thắng nhằm khai hóa độ thoát vô số chúng sinh kiên cố chí thành, không bị chướng ngại ngăn che du hóa nơi quốc độ chư Phật, không bị hao tổn, cũng không có chỗ hành mà hiện bày khắp cõi hư không. Đó là pháp bất cộng thứ tám của Như Lai. Lại nữa bảo nữ, hành Bồ Tát đạo, ý thường tinh chuyên, nắm giữ, nắm vững tâm trí bậc nhất, luôn luôn an định tâm nơi chân đế rốt ráo, chưa từng quên mất tất cả pháp thế gian và hóa độ thế gian, tuân tu và tư duy về bốn ý khởi ý chỉ, đó là tự quán và sự hiện hành trong thân, chuyên suy xét về vô thường, khổ không, không thân, tập quán chốn hành của thân ngoài thân, là các hiện hành của vô thường, khổ không, không thân, quán trong ngoài của thân đều là vô thường, khổ không, không thân. Quán thở ấm bên trong, thế độ thở ấm là không, chuyên tu về hành, quán thở ấm bên ngoài, thế độ thở ấm là không, quán thở ấm trong ngoài, thế độ thở ấm ấy đều là không, quán tâm hành bên trong, thế nội tâm tiêu duy biết là vô thường, là vô tướng, quán ngoại tâm, thấy tâm hành bên ngoài, chuyên nghĩ là vô tướng, quán nội ngoại tâm, thấy nội ngoại tâm, chuyên nghĩ là vô tướng, quán nội pháp, thấy nội pháp, hành niệm vô nguyện, quán ngoại pháp, thấy ngoại pháp, hành niệm vô nguyện, quán nội ngoại pháp, thấy nội ngoại pháp, nên hành niệm vô nguyện. Vẽ đối với thân, đắc bốn ý chỉ, tư duy về vô thường, khổ không, không thân, thành tựu đầy đủ thân Như Lai, không đoạn mất thiện đức của thân. Vì hiểu rõ về tọa ấm, tức là đạt được ý chỉ, tư duy nơi hành không, quán sát tất cả các cõi chúng sinh, khi chấm dứt tất cả các cõi ác, dùng sức đại bi rồi diệt khổ hoạn, để tâm thông đạt gọi là ý chỉ, chuyên tu vô tướng, cũng không bỏ mất tâm Bồ Tát, tu tập tích lũy hạnh đại thừa, không hề lười biếng, tâm quay về với pháp gọi là ý chỉ, chuyên tu vô nguyện, không ở nơi pháp vô dục mà chấn đắc quán sát pháp Phật, bình đẳng nhập vào vô lượng pháp giới, tu tập pháp này rồi thấu đạt rốt ráo thành tựu Phật đạo gọi là không mất đạo ý. Như Lai thường trụ nơi định chỉ, chưa từng sao lãng, dứt trừ các hành kéo tu tam muội. Như Lai giảng thuyết sự biến hóa, thấy rõ tâm niệm quá khứ, vị lai, hiện tại của chúng sinh, hiểu rõ căn tánh, độ tác các hành phiền não ái dục, hiểu rõ sự vướng mắc vào nhân duyên trói buộc, hành nghiệp bất thiện sẽ báo ứng nơi tội phước gốc ngọn của sinh tử, biết chúng hội thanh văn ở các cõi Phật, hiểu rõ hạnh Bồ Tát khi được thọ ký. Tôi nói về cha mẹ, thân tộc, tri thức, bằng hữu, tâm căn sáng tỏ, không bị quên mất, phân biệt tám xứ, nói không một lời hư vọng. Đó là pháp Phật bất cộng thứ chín của Như Lai. Lại nữa bạn nữ, hành đạo Bồ Tát thường theo trí tuệ, trí tuệ quang minh, trí tuệ sáng chói, trí tuệ biết rõ hiển bày, trí tuệ tánh đạt nơi ánh sáng tâm diệu, trí tuệ lìa dục, trí tuệ bừng phát thấu tỏ tất cả, không thể thí dụ, trí tuệ hàng thanh văn chuyên giác, không thể sánh kịp, là loại trí tuệ chưa từng có, trí tuệ sâu xa rộng lớn vô biên, trí tuệ khác thường, trí tuệ diệt định, trí tuệ không chỗ trụ, không tham đắm, còn nghe không chán, chỉ ở chỗ thánh đạt, nghe rộng hiểu thông, quay về trí tuệ, nhìn thế gian như lửa cháy trên đầu, ân cần ngưỡng mộ trí tuệ đại giác, do điều nghe được giống như biển lớn, nghe rồi phân biệt ưa thích kinh điển, tuy nơi pháp lạc. Vì ấy cầu pháp nên hành tinh tấn, vì pháp lạc này không có hình tướng ở trong, ở ngoài, nên đều có thể buông bỏ hết, không hề luyến tiếc, chú tâm thuận hợp, phụng kính bậc trưởng thượng, luôn luôn vâng lời chỉ dạy. Đối với các khổ của năm ấm, không thứ nào, thứ khổ nào là không chịu được, sẽ bỏ hết các khổ đáng vui thích. Vì ấy thì lấy sự ân cần, ưa thích pháp là niềm vui, nghe một bài tụng bốn câu còn hơn là dùng đủ hết ngàn vàng quý báu.
Để nghe một câu pháp, chí không muốn đạt ngôi vị Chuyển Luân Thánh Vương, ước muốn cầu nghe pháp Ba La Mật, không ham có được ngôi vị Đế Thích Phạm Thiên. Vì người dùng pháp bố thí nói bài tụng bốn câu, chứ không động nói về phước của việc tế tự cúng bái. Cả nhờ tất cả nhiều như các sông Hằng, ta thích khuyên người khác phát đạo tâm, chứ không thích đạt đến ngôi vị Chuyển Luân Thánh Vương nhiều như các sông Hằng. Ta thích vì người giảng kinh điển, diễn nói chỗ hành theo các độ vô cực, Ba La Mật chứ không đụng phụng hộ Đế Thích Phạm Thiên nhiều như các sông Hằng. Người có tánh thành, tánh hạnh thành tựu như thế, nên tinh tấn nghe kinh, nhớ tâm vì người khác giảng nói, tinh tấn thọ nhận phụng hành như thế. Ít có người sẵn kịp, tất cả chư thiên trong thấy đều kính phụng, để chư Phật tưởng nhớ, được chư thiên trong thấy ủng hộ. Chư Phật tưởng nhớ rồi, thì sách vở thế tục, chánh kinh độ đời, tự nhiên xuất hiện, không học mà thông tỏ hết, có thể lãnh thọ, đạt đến ánh sáng trí tuệ vô tận, hành pháp này đầy đủ đốt đáo, tất thành tựu Phật đạo. Vì vậy gọi là Như Lai, dùng trí tuệ bất cộng chân đế thánh đạt, quang minh rực rỡ, không gì chướng ngại, không gì che lấp, đều biết tất cả chỗ về của tâm hành, niệm thiện ác nơi tất cả chúng sinh, đều phân biệt và nói về các loại ngữ, loại hữu ngôn, vô ngôn, có tội hay không tội, hữu lậu hay vô lậu, thế tục hay xuất thế, phiền não sân hận sinh tử niết bàn, tất cả pháp môn là chỗ vào của thánh giác. Hiểu rõ và thuyết thông trong tất cả các cõi nước nhiều như vi trần, tuy trí tuệ ấy biết rõ việc quá khứ, vị lai hiện tại, không gì trở ngại, không gì che lấp, về kiếp số cũng như thế, đều thấu hiểu tất cả, không chút ngăn ngại, hiểu rõ bản thế nơi các Như Lai, nơi đời vị lai, nói không giới hạn, diệu hạnh tỉnh thức, khéo tu tam muội trao truyền biến hóa. Như Lai chỉ chân dùng một pháp môn có thể phân biệt tất cả pháp môn, khiến một pháp môn nhập vào tất cả pháp môn, đó là pháp Phật bất cộng thứ 10 của Như Lai. Lại nữa bảo nữ hành đạo Bồ Tát, ý chưa hề thích ở nhà, cũng không ưa bỏ nhà, lại thể hiện việc học hạnh xuất gia, phần nhiều làm sao muốn ưa thích sự đạm bạc vắng lặng lại trên hết, đạt tịch tỉnh là sự nghiệp, tinh thần tu theo pháp môn tâm diệu, lại phụng hành ba pháp môn giải thoát này, không vô tướng vô nguyện, tất cả các ma và ấn địch bên ngoài đều không dám quấy nhiễu, tất cả loài điên đảo và các người tà kiến không thể xâm phạm giáo hóa các tưởng của chúng sinh. Vẽ dùng ba pháp môn giải thoát này chuyên hành, dùng liền đạt đến của giải thoát thông thoáng, tự nhiên bừng sáng, bừng phát tuệ minh vô ngại, vì vượt qua cảnh giới ma, đầy đủ cảnh giới thánh, không còn đi vào cái chốn che lấp điên đảo tối thâm của các tưởng phiền não tà kiến. Vì hiểu rõ cửa không ngăn che, nên dùng ba cửa giải thoát đời tự an vui, phân biệt dạng thuyết pháp sâu xa, chịu quay về nghĩa chánh yếu, không hướng đến chỗ phô trương, chịu quay về tuệ cốt yếu, chứ không hướng đến thức, chịu quay về sự phân biệt điều cốt lõi, chứ không hướng đến chỗ nhiều lời, chịu quay về nói pháp, chứ không hướng đến người, dẫn dắt chỗ hướng đến cho tất cả chúng sinh, xa liệt các tưởng, cái mỹ từ trang sức, dạng thuyết phân biệt, quay về nói nghĩa chánh đáng, khiến đạt giải thoát. Đối với người tham sắc tưởng thì dạng thuyết phân biệt đưa về tuệ cốt yếu để độ thoát họ. Đối với người tham hội họp nhiều lời thì giảng nói sắc bình đẳng, khiến trở về chánh thuyết để độ thoát họ. Nêu vào sự hiểu biết của con người để phân biệt khuyến hóa, khiến quy kính pháp để độ thoát họ. Giả sử có người rơi vào 62 kiến chấp thì vì họ phân biệt nói về yếu nghĩa, về không để độ thoát họ, nếu bị xoay vần lên nhân duyên mê lầm của tất cả các tướng, thì nếu giải về vô tướng mà độ thoát họ, ở nơi phân biệt về ba cõi thì dùng vô nguyện mà độ thoát họ. Nếu nặng về dục hành thì dùng pháp giải thoát không định, không tình mà độ thoát họ. Nếu nặng về sân hận thì dùng pháp, thì dùng sự phân biệt nơi tâm từ mà độ thoát họ. Nếu nặng về hô xê thì giảng thuyết về sự tương quan của 12 nhân duyên để độ thoát họ. Nếu người tham lam thì giảng nói phân biệt về thí độ vô cực để độ thoát họ. Với người phạm giới cấm thì phân biệt giảng nói giới độ vô cực để độ thoát họ. Những người sân hận thì phân biệt giảng thuyết về những độ vô cực để độ thoát họ. Với người lười biếng thì phân biệt giảng nói tấn độ vô cực để độ thoát họ. Với người loạn ý thì phân biệt giảng nói thiên độ vô cực để độ thoát họ. Với người tệ trí thì phân biệt giảng nói giảng thuyết tuệ độ vô cực để độ thoát họ. Giới hạng phàm phu thì phân biệt giảng thuyết thánh đế để độ thoát họ. Với người bị bốn thứ điên đảo thì phân biệt giảng thuyết về pháp vô thường, khổ không, vô không thân để độ thoát họ. Với người bị tất cả ấm cá ngăn chê, tà kiến mê hoặc thì phân biệt giảng thuyết về pháp môn giải thoát không bị ngăn chê để độ thoát họ.
Dáng người nhiều phiền não thì phân biệt giảng nói pháp đạo phẩm của mười phương chư Phật để độ thoát họ. Hành pháp ấy để độ rốt ráo rồi thì sẽ thành tựu Phật đạo, vì phải gọi là Như Lai không để mất sự độ thoát. Người có khả năng không để mất sự giải thoát thì không sân hận, thấu tỏ cội nguồn, không có thuyết giảm. Gốc ngọn tươi mát, du hóa nơi các cõi, vào chỗ thâm diệu, thần trí đạt được không gì sánh kịp, rất khó ngang bằng. Vừa qua thừa thanh văn chuyên giác, một mình dạo khắp đạo nơi chư Phật, liều mọi cấu ế, tôi không lầm lỗi, thanh tịnh trang nghiêm trọn vẹn. Sự tịch quán và những điều diễn nói thì vô lượng vô biên không thể hết. Nghĩa là giới pháp vô vi, không bị chướng ngại, tu hành bình đẳng như hư không, khéo hành tam muội, xa lìa nhiễm ô, chiếu sáng khắp tất cả pháp, biết rõ tổng trì, pháp gia Như Lai giảng thuyết, đều hướng đến sự giải thoát cá tưởng. Tất cả chỗ quy hướng đều đến tâm cận, dù ánh sáng chiếu khắp, khiến mọi người được khai ngộ, hướng đến vô di, tôn sùng diệt độ, kính trọng niết bàn, hoàn toàn đạt được sở thích. Đó là pháp chư Phật bất cộng thứ 11 của Như Lai. Lại nữa bao nữ, hành đại Bồ Tát lấy tuệ làm chỗ tôn kính, lấy tuệ làm sức mạnh, quay về tuệ cốt lõi, giảng luận về cảnh giới tuệ, vượt lên trên các tuệ. Chủ quy hướng là làm trang nghiêm thánh đạo, làm sáng tỏ chốn hành, cầu sự siêu việt. Tình tu thần thông, thành tựu nhất thiết trí, tu hành đạo ý, đầy đủ trọn vẹn thì chứng đắc các tông tuệ thánh đạt. Nếu có tâm dục thì biết chỗ phát khởi của tâm dục, nếu không có tâm dục thì không biết, thì biết không có chỗ phát khởi của tâm dục. Nếu có tâm sân giận thì biết sự phát khởi của tâm sân giận. Nếu tâm lìa sân giận thì biết sự phát khởi của tâm lìa sân giận. Nếu có tâm ngu si thì biết sự phát khởi của tâm ngu si. Nếu tâm lìa ngu si thì biết sự phát khởi của tâm lìa ngu si. Nếu tâm có phiền não thì biết sự phát khởi của tâm phiền não. Nếu tâm lìa phiền não thì biết sự phát khởi của tâm lìa phiền não. Nếu tâm thùy miên thì biết sự phát khởi của tâm thùy miên. Nếu tâm lìa tùy miên thì biết sự phát khởi của tâm lìa tùy miên. Nếu tâm hợp hội thì biết sự phát khởi của tâm hợp hội. Nếu tâm lìa hợp hội thì biết rõ sự phát khởi của tâm lìa hợp hội. Nếu tâm mong cầu thì biết sự phát khởi của tâm mong cầu. Nếu tâm lìa sự mong cầu thì biết sự phát khởi của tâm lìa sự mong cầu. Nếu tâm tham vật của người khác thì biết sự phát khởi của tâm tham vật nơi người khác. Nếu tâm lìa sự tham vật của người khác thì biết sự phát khởi của tâm lìa sự tham vật nơi người khác. Nếu tâm kiêu mạn thì biết sự phát khởi của tâm kiêu mạn. Nếu tâm không kiêu mạn thì biết sự phát khởi của tâm không kiêu mạn. Nếu tâm ngang che thì biết sự phát khởi của tâm ngang che. Nếu tâm không ngang che thì biết sự phát khởi của tâm không ngang che. Nếu tâm không quyết định thì biết sự phát khởi của tâm không quyết định. Nếu tâm có quyết định thì biết sự phát khởi của tâm có quyết định. Nếu tâm xấu ác thì biết sự phát khởi của tâm xấu ác. Nếu tâm có thiện đức thì biết sự phát khởi của tâm có thiện đức. Nếu tâm có tội thì biết sự phát khởi của tâm có tội. Nếu tâm lìa tội thì biết sự phát khởi của tâm lìa tội. Nếu tâm hữu lậu thì biết sự phát khởi của tâm hữu lậu. Nếu tâm vô lậu thì biết sự phát khởi của tâm vô lậu. Nếu tâm thế tục thì biết sự phát khởi của tâm thế tục. Nếu tâm vượt thế tục thì biết sự phát khởi của tâm vượt thế tục. Nếu có tâm chấp trước thì biết sự phát khởi của tâm chấp trước. Nếu tâm không chấp trước thì biết sự phát khởi của tâm không chấp trước. Nếu tâm thanh tịnh thì biết sự phát khởi của tâm thanh tịnh. Nếu tâm cấu uế thì biết sự phát khởi của tâm cấu uế. Nếu tâm rối loạn thì biết sự phát khởi của tâm rối loạn. Nếu tâm tiếp xúc thì biết sự phát khởi của tâm tiếp xúc. Nếu tâm giới hạn thì biết sự phát khởi của tâm giới hạn. Nếu tâm không giới hạn thì biết sự phát khởi của tâm không giới hạn. Tóm lại, nếu tâm sang tham thì khởi tâm bố thí. Nếu tâm phạm giới cấm thì khởi tâm phụng trì giới cấm. Nếu tâm sân giận thì khởi tâm nhẫn nhục. Nếu tâm lười biếng thì khởi tâm tinh tấn. Nếu tâm tán loạn thì khởi tâm thiền định. Nếu tâm tà trí thì dùng tâm chánh trí, tuệ độ vô cực. Nếu tâm phàm phu thì khởi tâm thánh hiền. Nếu tâm hướng nơi tà kiến thì khởi tâm chánh kiến. Nếu tâm tâm ban thừa, tâm theo duyên giác thừa thì khởi tâm đại thừa. Nếu hiểu rõ tâm đại đạo là biết được khổ đế do nhân mà có, đó là tập đế. Là khổ đế tận ấy là khổ tận. Bậc hướng đạo sẽ kỹ nên biết đúng như thật, để có thể hiểu rõ khổ đế đúng như thật thì biết tịnh tuệ sẵn có, không chỗ phát khởi. Rốt ráo xưa nay không chỗ huân tập, nhưng biết kỹ chỗ khổ đế đúng như thật, cũng không chỗ đoạn mất, cũng không chỗ tinh, khiến vĩnh viễn đều diệt tận, hiểu được con đường tắt và khắp tất cả an trú nơi bình đẳng,
giống như hư không, không có tôi ta, không có tham ái, tức chốn ấy xưa nay vốn thanh tịnh. Vì ấy hiểu rõ căn nguyên của bốn đế này, xét kỹ nó vốn có, không có tác chứng, khai hóa chúng sinh, dứt trừ đế nguyện, phụng hành sự sáng tỏ. Để vì chúng sinh thuyết giảng kinh pháp, thì dùng sự thuyết pháp chân chánh thuận hợp mà không mê lầm, làm rối loạn kiến khởi, trừ bỏ tất cả các tà kiến, dị kiến vào trong pháp nhân duyên chánh khỏe. Hiểu rõ nhân duyên quả báo của các pháp không thuộc về mình, không thuộc về người, không thuộc về thọ, không thuộc về mạng, cũng không thuộc về chúng sinh. Biết do minh ấy đưa đến hành này, biết do hành mà có thức, biết do thức đưa đến danh sắc, biết duyên danh sắc đưa đến sáu nhập, duyên sáu nhập đưa đến xúc, biết duyên xúc đưa đến thọ, biết duyên thọ đưa đến ái, biết duyên ái đưa đến thủ, biết duyên thủ đưa đến hữu, biết duyên hữu đưa đến sinh, biết duyên sinh đưa đến già chết, khổ hoạn đau buồn sầu não. Nhân duyên như thế nên đưa đến thân thể đại ấm, hiểu rõ là không, chứng minh đạt tận thì hành tất nhân sắc sáu nhập xúc thọ ái, thù hữu sinh lão tử đau buồn khổ sầu não của thân đại ấm để vĩnh viễn diệt tận. Khi ấy vì ấy khởi lên quán này, thì chư Phật bên ấy chẳng phải duyên nơi thân mình, cũng chẳng phải duyên nơi người, không duyên tỏ, không duyên mạng, không duyên chúng sinh. Nếu như không ngã, không nhân, không tỏ mạng, không chúng sinh đó, tức là không, đã biết rõ về không rồi thì không chấp thường, cũng không chấp đoạn, không chấp vô thường, nên đối với quá khứ không có sinh, cũng không có khởi. Nếu ở nơi quá khứ không có sự sinh, không có sự khởi, thì đối với ba thừa không chấp trước, đối với ba đời đã không chấp trước, không có cái đạt được thì vô sở hữu là điều tự nhiên. Đã không sở hữu, tịch nhiên tịch tỉnh, tịch nhiên tịch tỉnh tịch đầy vượt qua mọi con đường lui tới. Đã có thể vượt qua con đường lui tới nên là đệ nhất nghĩa. Đã là đệ nhất nghĩa thì đó là chánh chân. Đã là chánh chân, đó là lời chân chánh của Phật. Đã là lời chân chánh của Phật nên không tranh cãi. Đã không tranh cãi thì đó là ý pháp vắng lặng. Ý và pháp đã vắng lặng nên tự nhiên như hư không. Do tuệ hành này mà hiểu rõ điều đó. Vô huân tập không thuận nên vô minh huân tập. Vì vô minh huân tập nên đưa đến hành tức danh sắc sáu nhập, xúc tỏ ái thủ hữu sinh lạc tử đau buồn sầu não và hòa hoạn của thân đại. Ấm khổ cũng không dứt được, để có thể thông tỏ chỗ nương tựa của các kiến chấp và các nhân duyên bảo ứng hồi hợp mà thành. Để có thể phân biệt không ngã, không nhân, không thọ, không mạng, thì các pháp tự nhiên không nhận sự giới hạn, cũng không phải không nhận cũng vô sở đắc. Không có giới hạn thì không có căn nguyên, đã không căn nguyên thì thấy trung chánh. Giả sử thông đạt được căn nguyên nơi các pháp, thì ở nơi đó duyên vào đâu mà có sự, mà có trung chánh. Có trung chánh ấy là thứ gì? Đó là chánh pháp siêu vượt, vô hạn, là pháp trung gian lìa đây kia, có thể thuyết giảng vô lượng điều cốt yếu trong kinh điển trung chánh. Người có thể phụng hành pháp như thế thì đạt đến Phật đạo hoàn toàn đầy đủ, gọi là Đức Như Lai Chí Chân, không bao giờ làm trái với tri kiến của tuệ độ. Nếu có thể không trái với tri kiến của tuệ độ thì liền có thể tuân tu theo sức tinh tấn nơi tam muội, hiểu rõ vô lượng tổng trì tự tại bình đẳng điều ngự pháp giới trung chánh vô hạn. Như hư không không có nhớ nghĩ, nên giảng thuyết về tuệ nghiệp vô hình, phân biệt báo ứng không có quên mất, diễn đạt thông suốt bình đẳng các việc quá khứ, vị lai, hiện tại. Từ quán sát thấy chỗ hướng đến của tất cả căn cơ nơi chúng sinh, nói về chỗ biết rõ của tuệ tự tấn ấy, phân biệt và biết rõ của số thân tử không thể kể xiết, ca ngợi về nơi bài hành thế gian nên khéo kiến lập giảng nói vô số việc, ban bố và thể hiện vô lượng niềm tin, là phân biệt giảng nói ngần ấy niềm tin theo tất cả mọi phương tiện phương diện bộ phận đều có thể thấu đạt sự rõ ràng, sự khó khăn vô hạn. Để bất cứ nơi đâu cũng chịu nói về tuệ tấn thoái, diễn đạt các pháp môn không thể nghĩ bàn, tuyên bày tất cả pháp môn giải thoát, tiền định tam muội chánh thọ, các cơ sở phiền não ác dục sân hận tạo thành cõi thiện ác trung gian từ xưa đến nay, các chúng sinh luôn hướng đến để hiểu rõ vô số tuệ không bị ngăn che trong quá khứ, hiện khắp vô lượng ngần ấy thần biến, các việc đời xa xưa đều giải hết. Là quan sát khắp không đâu, là không thấy và hiểu rõ hết. Nêu rõ vô lượng không có gì bị ngăn che, cũng không nói rõ về tất cả chỗ thế của thiên nhãn. Tất cả các chướng ngại đều không còn, đã có thể giải thoát.
Giờ trừ cái chướng ngại đó tuệ, dứt hết tất cả lậu, đó chính là tuệ. Nếu đã đạt đến chỗ vô sở ấy, là bậc trí tuệ giảng về tuệ vô ý, đều không sai khác, bình đẳng khắp cả, chẳng bỏ Phật sự, và nói năng lực trí tuệ cho đại chúng. Tùy theo bản hạnh của từng người mà khen ngợi Pháp, tán dương các Pháp không có giới hạn, khai hóa chúng sinh. Tức chuyện Pháp luôn không hề biến trễ, trí tuệ thù thắng ban trải, biết bao điều khác lạ, tâm diệu vô tận, biến hóa cùng cực rộng sâu. Năng lực của trí tuệ tạo ra sự cảm ứng lớn lao, tất cả thừa thanh văn chân giác đều không thể sánh kịp. Đó là Pháp chư Phật bất cộng thứ 12 của Như Lai. Lời nữa bảo nữ, hành đạo Bồ Tát phát huy việc thánh, chẳng cầu thân tuổi, đem thân mình hưng khởi sự nghiệp trí tuệ, chẳng tạo tác tất cả sự ô uế cho bản thân như vua nịnh dối trá, không hành hung ác, không hành sân tham, thường tu phạm hạnh, thân tu tinh tấn, tức là hành dụng theo đạo, không vì sự lo sợ của thân mình, không bức bách người, nương nơi độ vô cực, hành đại từ bi, chỗ tu tập thường vị tăng chúng sinh. Nếu đem pháp này phụng hành đầy đủ như thế thì sẽ đạt được Phật đạo. Đây gọi là chúng hành nơi tuệ đức tự tại của thân Như Lai. Vì Như Lai hiểu rõ tất cả sự sáng suốt của trí tuệ nên luôn bình đẳng tự tại. Thế tất cả hình tướng nên đều có thể thể hiện tam muội các sắc, hiểu rõ và vào khắp chỗ cốt yếu của pháp tổng trì. Như Lai hiện vô số thân hình, chỉ bao nhiêu hình loại sắc chủng. Khi tất cả thiên long quỷ thần, kỳ đặc hòa a tu lân ca lô la chân đà la ma hô lạc tất phạm tứ phương phạm chí quân tử trưởng già cư sĩ nông phu thầy thợ thường dân tỳ kheo tỳ kheo ni thanh tín sĩ thanh tín nữ và vô số người trăm ngàn chúng không thể tính đếm để đến ngồi trong pháp hội Phật hiện vô lượng oai nghi pháp tắc dung mạo hình tướng vô cùng tôn quý cao lớn là bậc đại nhân vô cùng đoan nghiêm chịu hội chúng giảng nói kinh pháp khuyến hóa dẫn dụ mọi người hướng thiện rồi bỗng nhiên nửa chừng ẩn thân không hiện. Nhờ đó mọi người đều hiểu, cho nên mỗi một đều cùng tập hợp đại hội, cùng ngồi bàn luận, đều hoan hỷ, giữa nói trí tuệ vắng lặng nơi kinh hành. Nếu có người thấy thì không lấy làm chán nản, vì điều nói ra ít dụng nên tâm vui mừng. Còn không vui mừng thì tất cả tài sản, hành nghiệp nơi cảnh giới dục lạc đều ẩn mất, không hiện. Không phải là không khác ngưỡng. Muốn được hầu cần nghe nói kinh điển, nếu có người ham đắm dục lạc, tham ái mà nghe tiếng pháp, ưa thích lắng nghe, nhờ sự báo ứng này sẽ đạt đến vô lậu, thân khẩu ý an định, không có lầm lỗi, đạt được hạnh nghiệp ấy. Đó là pháp chư Phật bất cộng thứ 13 của Như Lai. Lời nữ bạo nữ, hành đạo Bồ Tát, tạo nghiệp thánh tuệ, chẳng cầu danh tiếng. Điều vị ấy nói ra chỉ nhằm phát khởi sự nghiệp trí tuệ, chứ không vì tất cả lầm lỗi, ác độc, vô nịnh mê muội. Nói lời chỉ thành, không nói hai lưỡi, cũng không nói lời thô tục, không dèm pha người, lời nói luôn nhu hòa, không nói lời không ác, nói hợp với pháp, miệng nói ra điều gì không làm cho mình và tâm người khác lo buồn. Lời miệng nói ra như giáo pháp Phật, ý nghĩa hướng về điều thiện, lời miệng nói ra hợp với tâm chúng sinh, không làm thương tổn, trí tuệ an lành, ngôn từ đầy đủ, không theo danh tu theo danh tiếng, do hành pháp này đầy đủ rốt ráo mới thành tựu Phật đạo. Và là lời nói của Như Lai bằng trí tuệ phước đức tự tại. Bồ Tát dùng lời nói gồm đủ trí tuệ và phước đức tự tại này, khéo tu định tam muội đạt được ba phẩm, hiểu rõ tổng trì. Chỗ nhập của Như Lai là dùng một ngôn từ, dùng một pháp môn mà thâm nhập khắp tất cả, nói thông tạo các âm thanh, làm ăn vô chớ tại chúng hội. Tất cả âm thanh mà Như Lai đã diễn nói đều hợp với nghĩa, không trái lý pháp. Chí thành hòa thuận, thấu tỏ pháp nhân chuyên, trừ các lỗi lầm, xa lìa ái dục, tịch tỉnh, thông dong, nhất định đạt được quả báo chí thành, dẫn đến diệt độ. Đó là pháp Phật bất cộng thứ 14 của Như Lai. Lời nữa bảo nữ, hành đạo Bồ Tát thường tu tạo sự nghiệp trí tuệ, không ưa danh sắc gì, tâm luôn nghĩ về sự phát khởi thánh tuệ, khi cho chúng sinh liệt các tội lỗi chấp trước, tà vậy vô nịnh, vô minh, sân hận, kiến chấp, tu theo chánh kiến, thực hành từ bi, tâm bình đẳng với chúng sinh, không bỏ đạo ý, tuân phụng trí tuệ đầy đủ rốt ráo, không tự đại cũng không buông lung, tu hành pháp ấy rồi chứng đắc Phật đạo, nghĩa là tâm Như Lai tinh tu thánh tuệ, tâm trí thông đạt trí tuệ bình đẳng thánh minh. Giới đại đẹp tất cả tuệ tánh tâm bình đẳng tự tại khéo tu và hiện lập tam muội trước chư Phật hiện tại chỗ niệm thanh tịnh, hiểu rõ các tổng trì tinh kiết. Như Lai nhất tâm biết khắp tâm điểm tất cả chúng sinh,
giữ tâm bình đẳng để có thể bình đẳng với hết thảy chúng sinh, khuyến hóa với tâm bình đẳng. Tôi có thể bình đẳng với người mà mình đã có thể khuyến giúp, tâm giống như huyễn và tánh thanh tịnh, tất cả các tâm tự nhiên như hư không, đạo pháp bình đẳng với thân khẩu tâm hành của mọi chúng sinh, dùng pháp chúng sinh nhập vào thân mình, tất cả các thân chủ tu đạo pháp giống như hiện ảnh, nó có thể dùng tự bình đẳng với các thân thì hết thảy chúng sinh nhập vào thân mình. Vì có thể bình đẳng với các thân nhập vào thân mình là trong khoảnh khắc phát ý khiến thân chúng sinh hóa thành thân Phật. Sự kiến lập này không thể hủy, cũng không thể lay động, không thể chuyển di. Cõi trời, cõi người, chư thiên, dân chúng, các ma, phạm, chí, sa môn, phạm thiên, không thể làm thoái chuyển. Đó là pháp chư Phật bất cộng thứ 15 của Như Lai. Lại nữa bảo nữa, hành đạo Bồ Tát nghe trí tuệ của chư Như Lai chí chân ở quá khứ là vô ngại, chư vị đẳng chánh giác này đều hiện bày khắp tất cả thế giới, không có trở ngại, có gì ngăn che, việc làm của thân, oan nghi, pháp, đức đều dốc hết niềm tin tất cả âm thanh của thế giới. Vốn tĩnh lặng, không có âm thanh nào mà không được nhập vào âm thanh của chư Phật, vô biên vô tận, chẳng thể nghĩ bàn. Phân biệt diện tích cho lượng pháp môn, ngôn từ của chư Như Lai quá khứ ấy không có sai khác. Chư Phật chánh giác ở mười phương quốc độ và các pháp điển đưa đến nơi các chúng sinh, tất cả Bồ Tát cũng như vậy, thấu đạt nhân duyên tội phước của chúng thanh văn chuyên giác và tất cả mọi người. Chỗ tâm niệm hướng về là dốc tinh vào chỗ hành nơi tâm Như Lai quá khứ, ánh sáng tỏa chiếu thanh tịnh vô lượng, không gì ngăn che, tin vào chư Như Lai quá khứ này không hề hồ nghi, cũng không do dự, không kinh không hãi, cũng không sợ nạn. Cảnh giới của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, hiểu được cảnh giới của chúng sinh như thế đều ưa thích pháp, nhờ đó mà khuyến giúp họ vì hành pháp này đầy đủ trọn vẹn đến thành tựu Phật đạo. Đây gọi là chỗ hiện bày tự tại của trí tuệ vô lượng không tổn giảm của Như Lai quá khứ. Dễ dùng trí tuệ tự tại quá khứ là khéo tu định tăng ngũ dũng mãnh hàng phục, phân biệt và hiểu rõ về tổng trì vi diệu, nên biết được chư Như Lai quá khứ và danh hiệu thỏa mãn khác nhau của từng vị. Trong đó, với trí tuệ vô biên, muốn tìm căn nguyên của chư Bồ Tát, tâm bằng chuyển giác quá khứ đều có thể nhận biết, cùng tận cũng là như vậy, cũng đều có thể biết rõ tất cả kiếp số quá khứ, chỗ tạo tác của mọi chúng sinh, chỗ tu thiện ác, hòa phúc của quần sinh là vào những kiếp số nào trở thành chánh giác. Giác ngộ người chưa giác ngộ, số kiếp, nên số kiếp đó có bao nhiêu, biết bao chư Như Lai chỉ trong đẳng chánh giác. Cái đức Như Lai này cũng ở trong số kiếp đó, nói căn nguyên cho thể cùng tận, không hạn lượng, không ranh giới ngăn ngại, lại biết rõ từng danh hiệu khác nhau nơi thế giới của chư Phật quá khứ, và biết rõ các sự tạp uế thanh tịnh nhiều ít lớn nhỏ, vi tế, số hạn và chỗ vào của phiền não, tuần theo mười phương xứ sở ấy để phân biệt rõ chỗ vào của mạng lưới kim cương, cảnh giới của mạng lưới đế căn hội nhập. Tất cả quốc độ chư Phật trong quá khứ đều không có giới hạn, quốc độ của chư Phật rốt cùng là chẳng thể đạt được giới hạn. Như Lai ở nơi đó nói khắp tất cả việc quá khứ ấy không có mất đi, chắc chắn như vậy. Trí tuệ của chư Phật ấy việc này như người thấy năm ngón tay nơi bàn tay, đó là pháp chư Phật bất cộng thứ 16 của Như Lai. Lại nữa bảo nữ, hành đạo Bồ Tát nghe tuệ không ngăn ngại của Như Lai chỉ chân đẳng chánh giác, chư chánh giác này xoay vần khắp tất cả thế giới bằng vô số thân, chứ không bị ngăn ngại, thân hành của Bồ Tát cũng đủ hai ngay phép tắc, đều dốc tin theo âm thanh thông suốt, không đâu là không đến. Ở quốc độ của chư Phật đều được nghe giáo pháp, được nhập vào pháp môn vô hành đã nói, tin vào lời dạy của Như Lai, nơi vị lai về mười phương quốc độ của chư Phật chánh giác, các pháp của chúng sinh, tất cả Bồ Tát thanh văn duyên giác và quả báo thiện ác tội phúc nơi sự tạo tác của chúng sinh, là còn tín hiểu về chỗ hướng về của tâm nơi chư Phật Như Lai đã phát minh, oa thần thanh tịnh vô số không bị che ngăn, tin vào chúng hành của chư Phật tương lai này, không ôm lòng hồ nghi, cũng không do dự, không sợ, không ngại, cũng không vấn nạn, mà hết sức tin vào cảnh giới cho tận nghi bàn của chư Phật. Để đối với cảnh giới này, các chúng sinh khuyến rõ hướng về, hoàn toàn tin ưa tượng pháp như thế, hai pháp này đầy đủ rồi, sẽ đạt đến Phật đạo, nghĩa là vô số Như Lai tương lai không hề tổn mất, hiện tuệ tại tự tại. Dễ dùng tuệ không tổn giảm về hiện bày nơi vị lai rồi, nên hơn phát định tăng bội sức đại từ bi,
hiểu rõ và phân biệt tổng trì sư tử lôi âm, tôi có thể biết rõ các danh hiệu, hàng lượng thọ mạng khác nhau của từng đấng chánh giác tương lai. Trong đó nó được căn nguyên không giới hạn, không cùng tận, là còn biết rõ nẻo hành của Bồ Tát, thanh văn duyên giác, muôn loài và sự báo ứng hòa phước gặp phải. Gánh chịu do việc làm của chúng sinh là biết tất cả các kiếp trong tương lai kiếp nào sẽ thành chánh giác để giác ngộ người cho giác ngộ. Lại nữa ở đó, nói được căn nguyên kiếp số trải qua không có giới hạn, không thể cùng tận về thế giới tương lai nhiều như số với trần. Mỗi thế giới đều có danh hiệu, sự tạp uế thanh tịnh nhiều ít lớn nhỏ nhu hòa ví diệu. Như Lai biết chúng không mất đi mà uyển chuyển đi vào mười phương xứ sở. Các phần sở hữu của mạng lưới căn nguyên đều có thể nhập vào vô số thế giới cho Phật nơi Như Lai. Chư Như Lai này đều phân biệt giả nói, như xem năm ngón tay của bàn tay. Đó là pháp chư Phật bất cộng thứ 17 của Như Lai. Lại nữa bảo nữ, hành đạo Bồ Tát nghe tuệ bốn ngày của chư Như Lai chư chân hiện tại. Chư vị chánh giác này có bối rối thân nhưng không ngăn ngại. Trong cảnh giới của chư Phật, việc làm ở thân, chỗ thân đi đến, và nghe pháp tắc và âm thanh hiện bày của khắp các quốc độ, không gì ngăn che, tất cả hết lòng tin hiểu và âm thưởng của chư Phật, trạng thái nghĩa bàn. Giờ nói với lượng các pháp môn, lời dạy của chư Như Lai hiện tại này thể đều tinh ương, bị nói thông suốt kinh điển của chư Phật chánh giác và tăng chúng trong mười phương quốc độ. Tất cả dân chúng, chư Bồ Tát thanh văn chánh giác, tất cả mọi người đều chọn lựa phân biệt chỗ hưng khởi hai nghiệp của tâm lúc an minh thanh tịnh nơi chốn hành tâm của chư Như Lai này, không thể tin đoán, không diện ăn chê, lại tin chư Như Lai hiện tại ấy không hề hồ nghi, không trì trệ, không kinh, không hãi, cũng không sợ sệt. Cảnh giới của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, là khiến hóa chúng sinh khác tin đưa kinh điển giống như thế, hành pháp đầy đủ trọn vẹn như thế, sẽ thành tựu Phật đạo. Nghĩa là Như Lai hiện tại hiện tuệ tự tại vô số, không hề tổn giảm. Giải dùng tuệ hiện có tự tại vô số không tổn giảm của Như Lai hiện tại rồi, để khéo tu định tam muội ly cấu chiếu sáng, hiểu rõ và phân biệt tổng trì kim cang đạo tràng. Như Lai hiện tại có thể phân biệt từng danh hiệu sai khác, đều có thể ban bố tòa mạng vô lượng không có giới hạn của chư Phật, tất cả chúng Bồ Tát thanh văn duyên giác và chúng sinh có báo ứng thay việc làm tội phước của họ trong hiện tại đều không thể đạt đến cùng tận căn nguyên ấy. Tất cả quốc độ hiện tại trong mười phương, mọi cõi đều có tên, sẽ tập huế thanh tịnh, nhiều ít lớn nhỏ, nhu hòa vi diệu đều nhập vào được. Tương ứng theo số vi trần của các cõi đó, mạng lưới đế căn của mười phương xứ sở đều nhập vào mười phương thế giới hiện tại, trong đó không có giới hạn, chẳng thể cùng tận được nguồn gốc của nó. Như Lai ở đây ấy đều phân biệt giả nói, không hề tổn chạm. Điều này đối với trí tuệ quyết đoán của Như Lai, giống như xem năm ngón tay trong bàn tay, đó là pháp chư Phật bất cộng thứ 18 của Như Lai. 18 phẩm ấy gọi là tất cả pháp bất cộng của chư Phật. Sao gọi là pháp bất cộng của chư Phật? Không thể nào thấy được đảnh tướng của Như Lai nên gọi là pháp bất cộng của chư Phật. Vì thân vô hạn nên Như Lai siêu vượt tất cả các hình tướng, gọi là pháp bất cộng của chư Phật. Vì là bậc tối tôn quý trong loài người nên chúng sinh thấy Phật thì tội lỗi tiêu trừ. Đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì thân Như Lai như vị thuốc nên việc làm của Như Lai vi diệu thù thắng. Đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì không tội lỗi nên Như Lai không sợ hãi. Đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì đắc vô ý nên Như Lai đi một mình không có các lậu, luôn được tự tại. Đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì hành bình đẳng nên tâm hạnh của Như Lai không hoại. Đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì hiểu rõ sự chỉ dạy của hiền tánh nên Như Lai luôn điều phục tâm tánh hòa nhã. Đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì kiến lập vững chắc sự hành dụng của mình nên việc làm của Như Lai tùy thời ứng đối. Đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì giảng thuyết kinh điển không ngôn giáo, Đức Như Lai có thể làm ăn vui tâm niệm của tất cả chúng sinh nên gọi là Như Lai. Đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì không có chỗ tiến tới nên âm thanh của Như Lai khắp hội chúng đều nghe không lan ra ngoài. Đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì giảng thuyết kinh pháp không hư vọng, khai hóa ấn độ, có giúp các căn cơ khiến thuần thục nên tất cả chúng họ ở tại đạo tràng đều gần gũi nhìn thấy dung mạo Như Lai. Đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì biến hóa cảm ứng
không nghĩ bàn đến chiếm ngưỡng Như Lai không nhàm chán, đó là pháp bất cộng của Như Lai chư Phật. Như Khai trụ báu là đại thánh thể đức lớn vô tận, Như Lai giảng nói không hề sai lệch, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì giác ngộ bình đẳng nên không thể nhìn thấy thân tướng của Như Lai, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì oai nghi pháp tắc không vọng cầu nên thân Như Lai bước đến như sư tử, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì ở trong đời chúng không có hoạn nạn nên Như Lai du hành không có hư vọng, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì trí tuệ là gốc tạo hạnh của thân nên hạnh của Như Lai là ân thân chân đế, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì trí tuệ là nguồn gốc của lời nói chân thật nên mắt Như Lai nhìn thấu suốt vô biên, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Như thánh tuệ là tâm cao cả minh đạt nên lời trao giải của Như Lai luôn sáng tỏ, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì đối biện nhanh chóng nên lợi lạc danh sân của Như Lai xuống mạng, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì vô thượng chánh chân không thể cùng tận nên phước đức của Như Lai không thể cùng tận, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì bậc, vì là bậc nhất phân biệt hiểu rõ các chướng ngại nên Như Lai là bậc không thể sanh, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì là thân lực sĩ rất rắn chắc, có 10 lực bốn vô ý, các độ vô cực tối thượng đệ nhất nên Như Lai không mệt mỏi, không thoái chuyển, thuyết giảng không biến trệ, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì hiểu rõ căn cơ của tất cả chúng sinh nên Như Lai làm thánh sơ thuyết giảng vô số pháp môn, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì là bậc thầy tôn quý độc nhất trên đời nên tòa mạng vô lượng, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì pháp thân sáng tỏ nên ai trông thấy Như Lai hoặc nghe âm thanh gần gũi lễ lại không hề hư vọng, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì người lễ lại Như Lai rốt cùng gốc ngọn đều khiến người ấy đạt đến an lạc lớn, trí tuệ của Như Lai không hề kết hận, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì hiểu thấu ba đời bình đẳng nên Như Lai thuyết giảng thuyết không có trung gian, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Như Lai dứt trừ tất cả chướng ngại vương thân gốc pháp, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì các pháp bất thiện bệnh viện không còn nên Như Lai không có thầy, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì đạt được các pháp một cách tự nhiên nên trí tuệ của Như Lai nhận biết khắp, đó là pháp bất cộng của chư Phật. Vì phân biệt các nẻo giác tri, hiểu rõ đại đạo không còn gì nữa nên gọi là đạt được tất cả pháp bất cộng của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Nữ Sở Vấn quyển 3. Nguyện đem công đức này hướng và khắp cả đệ tử và chúng sanh được trở thành Phật đạo. Nam mô Kinh Bảo Nữ Sở Vấn.